Điện tử Anh Nguyễn xin mến chào tất cả các bác anh em là những người đam mê loa Mỹ. Ở buổi sáng ngày nay nó là buổi sáng đẹp trời các bác nhá. Thế tại sao nó là buổi sáng đẹp trời? Bởi vì nó có chút nắng, chút gió các bác nhá, và có chút âm thanh. Thì nắng gió âm thanh nó sẽ quyện vào nhau, nó tạo cho các bác các bác một bức trời âm thanh nó toàn diện, nó sâu sắc và nó đắm chìm trước thời gian và không gian. Thì trong buổi sáng ngày nay anh Nguyễn về được một số cặp loa Mỹ bãi cao cấp đẹp xuất sắc, có hai mã nhá. Mã nhất là mã GX115 và mã thứ hai là mã 115. Thì đây là những dòng loa, những phân khúc mà có rất nhiều bác đang sử dụng rồi, nó vô cùng nổi tiếng. Và khi bác mà sở hữu những cặp loa này thì cái đầu tiên các bác cảm nhận cũng như là quyền lợi các bác được hưởng đó là chất âm, tiếng tép đánh lẩy đánh tách thôi nhá, lời rất là ngọt và rộng, bát sâu và êm tai. Và được loa Mỹ mà ngoài trời mà tép vào thì nó sạch bong bóng, không có gì thừa luôn, nghe nó đã tai lắm, nó xuất sắc lắm và nó mềm mại đấy bác nghe. Đúng rồi, có thể là 2-3 mét vẫn nghe như thế. Bây giờ em tiến lại gần quay cho các bác xem nhá. Đấy, những cặp loa 112 thì con này thiết kế một bát 30 nhá, 30 từ 16 họng gần 70 và một tép kèn từ 2 họng 25 từ 9. Cái cặp này nó là cặp factory luôn nhá, factory sản xuất tại Mỹ. Cái đời factory này thì nó chỉ có làm Mỹ nhá, mà nó gần thơm lắm ạ. Đấy, rất là thơm. Em bao zin, bao đẹp thực mát, chạy xuất sắc, thùng thành đẹp nhá. Để về chưa vệ sinh, chưa tát bằng đẹp, nó chất này luôn, đúng chất bãi nhá. Đây là bụi tây này, còn nguyên tấm cờ này, cờ gọng luôn nhá. Bát đẹp, tép đẹp và tem đẹp luôn nhá, tất cả zin xịn. Em này thơm lắm, factory cái đời này chỉ làm ở Mỹ thôi, bạn nhớ nhá. Đấy, con này nó là 112 SF12 nhá, M. Đấy, tức là cấu trúc của nó lại giống như 112 M. Không đẹp. Cặp thứ nhất á, cặp thứ hai đó là GX100, mã là GX115 nhá. Con này sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Đấy, về kích thước thùng tép bát thì nó giống như con này, có hai cặp zin 112 M nhá và một cặp SF 12 M. Thì ba cặp loa này bên em đã tuyển chọn một cách kỹ càng rồi, xăm soi ngon là cái nào rồi. Thì giá cho cặp loa em nhá là 11.500.000 đồng một chiếc. Bên em tiến hành báo giá luôn, công suất của nó là 200W cho đến 500W, ghép được với những âm ly và cũng đẩy độ nhạy lên tới 129 decibel nhá, rất là nhạy luôn, nghỉ nhạc hay rồi. Đấy, và một cặp loa bạn đang nghe đây, cặp loa này là cặp loa GX115, tình trạng đẹp quá nhá. Con này karaoke, con này karaoke thì không chê được, nó rất là hay luôn đó nhá. Đấy, con này nó là 115 setup Mizuko, loa chỉ dạng đẹp sinh nguyên bản. Đấy, không tì vết anh em nhé. Hôm nay cứ bao phòng anh em tầm khoảng cứ từ 20 vuông đến khoảng 35 vuông là ok với nhá. Đấy bác nghe chất âm của 112 mà bác nghe đã, đẹp đánh cũng lanh canh nhá, rất lẩy, lời rõ tiếng mềm. Thì đây cặp này mới về với nhá, nói chung là đẹp rất sắc rồi, tất cả cái nội thất đều quá hết này, hình ảnh với nhá. Đấy, không thể có mức giá đầu tư mà hay hơn ra ngoài được. Một anh em chơi gia đình hoặc nghe nhạc cho sâu nhá. Ở mọi trên mua sắm phối ghép có liên hệ với em số máy 0936 583 10, Thành Nguyễn Gia Quốc nhá. Đấy, mời bác em tí nhá. Quá tuyệt vời, em chào bác nhá, cảm ơn bác theo dõi video.